Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kiều Bóng Văn Khánh. Thì đây sẽ là video đầu tiên mình lên cho anh em trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào cái trận đấu giữa Panathinaikos gặp Marseille, một trận đấu thuộc vòng sơ loại Cúp C1 châu Âu, thì anh em mình cùng điểm qua hai trận đấu mình lên cho anh em vào buổi chiều tối hôm qua. Thì với trận đấu đầu tiên ở World Cup nữ giữa Pháp gặp Morocco thì anh em đã bú full 3 mã kèo. Còn với những anh em ở trong nhóm thì ăn chung được thêm hai mã nữa, đó là tài 2.75 cũng như là tài ở 3.75 FT anh em nhé. Thì với những anh em đầu tư qua kênh của mình thì anh em chỉ được 3 mã thôi, 3 mã đó là tài hiệp 1, Pháp hiệp 1 và Pháp cả trận. Còn với những anh em ở trên nhóm thì ăn được nhiều hơn. Trận đấu thứ hai thuộc vòng sơ loại cúp C1 giữa Copenhagen và Vâng, xin kính chào và toàn thể Spark quý vị và các bạn. Praha thì anh em đã thua hai mã kèo cũng như là một mã thua lửa. Như vậy là ở ngày hôm qua với hai video mình lên cho anh em thì cũng không lãi được bao nhiêu. Còn với anh em ở trên nhóm thì ăn thêm một chút. Và cũng với anh em trên nhóm thì chơi rất nhiều mã kèo từ bóng cỏ, bóng chính rồi tất cả các thể loại. Khi hết bóng thì anh em sẽ quay sang chơi bóng rổ cũng như là bóng ảo anh em nhé. Thì với những anh em nào đam mê bộ môn đầu tư banh bóng này cũng như là nghiện ngập mà chưa có một nhóm để giao lưu vui cũng như là nhóm có nhiều cao thủ lên kèo thì anh em hãy liên hệ với mình qua số Zalo đang chạy trên màn hình cũng như là Tele đang chạy trên màn hình anh em nhé. Với Tele thì anh em nào mà liên hệ với mình thì nên gọi trước cho mình để kiểm tra giọng nói xem có chính xác hơn không, chính xác không anh em nhé. Tại vì bây giờ nhiều anh em là người làm nhưng mà toàn lấy làm giả tên lê để lấy khách của mình thôi. Lấy anh em liên hệ tới cho mình. Thì anh em nên gọi trước cho mình để kiểm tra. Thì hiện tại mình đang có 3 nhóm, một nhóm tên lê. Thì với nhóm tên lê thì rất nhiều anh em cũng nên kèo. Hai ba nhóm này của mình là khác nhau anh em nhé. Với nhóm Zalo thì anh em mình thường thì nhóm này là chơi to và chơi rất là nhiều, thường chơi thông ngày thông đêm luôn. Ở nhóm Zalo này của mình thì anh em là hết chơi bóng chính thì chuyển sang bóng cỏ, bóng mà thực tế là anh em chơi bóng cỏ sẽ nhiều hơn, chơi bóng cỏ nhiều hơn anh em ạ. Vì ở nhóm Zalo này của mình anh em thường là chơi kèo rung anh em nhá. Khi hết cỏ hoặc là hết bóng thì anh em sẽ chuyển sang chơi bóng rổ cũng như là bóng ảo. Anh em nào nếu mà thích kể cả liên hệ mình thôi, mình sẽ kéo bóng ảo cho anh em thôi nhá. Bóng ảo mình chơi nói chung là hay thì chưa phải hay nhưng chắc chắn là ổn anh em ạ, tỷ lệ thua rất là thấp, thấp thôi. Nói chung là không, mình không dám vỗ ngược là khẳng định 100% là thắng. Với nhóm Zalo thứ hai của mình thì nói chung là anh em mình rất nhiều nhóm Zalo, hai nhóm thì anh em thường là với cái nhóm như mình vừa nói ấy, thì anh em sẽ chơi tất cả các bộ môn. Còn với cái nhóm Zalo fan này của mình thì anh em thường sẽ chơi bóng chính nhiều hơn cũng như là nhóm Tele. Như vậy là mình đã giới thiệu cho anh em với ba nhóm bóng thì anh em nào có nhu cầu vào nhóm thì liên hệ ngay với mình. Còn với những anh em nào cần một trang trả trước uy tín rút nạp ok thì liên hệ ngay với mình nhá. Mình thì hiện tại đang giới thiệu cho hai trang thôi. Một trang thì một ngày chỉ rút được 2 lần, còn một trang thì rút tẹt gà, chỉ sợ anh em không có tiền rút thôi nhá. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay với mình. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi vào trận đấu mình làm cho anh em vào buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu thuộc vòng loại thứ hai, của Cúp C1 châu Âu. Trận đấu này nó sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ rạng sáng mai giờ Việt Nam. Trận đấu giữa Panathinaikos gặp Marseille. Thì như anh em đã biết rồi, đúng không ạ? Sau giai đoạn chạy đà cực kỳ ấn tượng với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ thất bại 1 trận, thì Panathinaikos đã chính thức bắt đầu mùa giải mới bằng hai trận đấu với Dnipro 1 ở vòng sơ loại thứ hai Champions League. Và họ đã thực sự là xuất sắc đánh bại đội bóng đến từ Ukraine với tổng tỷ số là 5-3. Panathinaikos thắng trên sân nhà với tỷ số 3-1 và thắng trên sân khách với tỷ số 3-1 và hòa trên sân nhà với tỷ số 2 đều.
Nói chung là với Panathinaikos đó là một câu lạc bộ của Hy Lạp thì thực tế là mình không đánh giá cao các đội bóng không phải đến từ những giải đấu lớn anh em nhé. Marseille dù gì họ cũng đến từ Ligue 1. Ligue 1 anh em ạ. Cho nên mình sẽ đánh giá cao hơn Marseille kể cả thi đấu trên sân khách. Thực sự thì với Marseille ở mấy trận 4 trận giao hữu thì họ có phong độ không tốt, được tốt cho lắm, họ thắng 2 và thua 2. Họ thắng trước Nîm với tỷ số 2-0, thắng trước Quan Quick với tỷ số 1-0. Thua thằng Eupen với tỷ số 0-1 và thua Leverkusen với tỷ số 1-2. Nhưng mà để đánh giá về trận đấu này, cặp đấu này thì anh em nên nhớ rằng các cầu thủ Marseille chất lượng hơn rất nhiều so với các cầu thủ của Panathinaikos. Nhờ dàn cầu thủ đồng đều chất lượng như Aubameyang, Jonathan Calot hay là Kolobia. Ở trận đấu này thì theo thông tin mình có thì bên phía đội chủ nhà Panathinaikos thì họ sẽ thiếu vắng một cầu thủ cực kỳ quan trọng. Đó là trung vệ đội trưởng Bastian Kerver. Và chắc chắn anh này thì sẽ không bình phục kịp chấn thương trong 24 giờ. Trong những giờ tới, hiện tại thì từ giờ bây giờ 3 giờ chiều. Còn 10 tiếng nữa thì anh chắc là thôi ở nhà ôm vợ xem các đồng đội đá thôi. Đây là một vị trí cực kỳ quan trọng của đội hình bên phía Panathinaikos anh em nhé. Cho nên là mình tin chắc chắn là ông huấn luyện viên của Marseille thì sẽ khoét sâu vào vị trí này. Khoét sâu vào vị trí này. Ở trận đấu này thì bên phía Marseille sẽ có đầy đủ lực lượng nha anh em. Bên phía Marseille sẽ có đầy đủ lực lượng và theo thông tin mình có thì đội chủ nhà sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3. Nói chung là mình sẽ không đọc qua đội hình đâu anh em nhá, mình chỉ đưa qua thông tin cho anh em thôi. Với phía Marseille thì họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2. 4-4-2 anh em ạ. Ở trận đấu này thì vừa mình có nhìn qua kèo thì hiện tại đang là Marseille chấp Panathinaikos với 0,5. Anh em bỏ 99 ăn đủ và anh em đi chủ nhà Panathinaikos anh em bỏ đủ ăn 89 nhá. Với kèo tài cả trận thì đang là tài xỉu 2.25. Với kèo tài anh em sẽ bỏ đủ ăn 96 và kèo xỉu anh em sẽ bỏ đủ ăn 92. Ở kèo tài xỉu hiệp 1 thì sẽ là tài xỉu 1 hòa. Tài anh em sẽ bỏ 90 ăn đủ và xỉu anh em sẽ bỏ đủ ăn 78 nhá. Thì mình thông tin thêm cho anh em là với Panathinaikos thì 15 trên 20 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Họ có tổng số bàn thắng là chẵn. Không tính giao hữu thì 10 trên 13 trận vừa qua của Panathinaikos có tổng số bàn thắng là 2 hoặc trên 2. 4 trên 5 trận đấu gần nhất của Panathinaikos và 7 trên 8 trận đấu vừa qua của Marseille thì đều khép lại và không bên nào giữ được sạch lưới. Cho nên ở trận đấu này thì mình tin tưởng vào kèo tài FT nhá, còn kèo tài HT mình cũng đang nghi ngờ. Kèo tài HT này nếu mà anh em nào mà đánh tỉnh đòn thì có thể đi xỉu trước cho mình, xuống dung anh em quay đầu, chắc cú đúng không ạ? Đó là một kèo đánh tỉnh nhất. Trường hợp nổ 15 phút ở những trận đấu như này mình nghĩ là rất khó. Rất khó anh em ạ. Rất khó. Nhưng mà nếu mà theo con số thống kê thì như mình thấy ở đây thì Panathinaikos ghi ít nhất một bàn thắng trong hiệp 1 ở 7 trên 10 trận đấu gần nhất. Và trên sân nhà 6 trên 8 trận họ đã làm được điều này. Trận đấu này thì mình dự đoán kết quả sẽ là 1-1 hoặc 2-1 thôi. Thì tiếp theo mình sẽ đi chốt kèo cho anh em ở trận đấu này. Thì trận đấu này mình sẽ không chốt cho anh em kèo thắng thua nhá, kèo chấp nhá, không chốt kèo chấp mà mình chốt cho anh em đúng hai mã kèo thôi. Nhưng mà kèo này thì anh em nhớ đánh là phải tỉnh đòn nhá, chạy ngay khi mà được lãi nhá. Anh em đánh xỉu hiệp 1 cho mình, xỉu 1 hòa, bỏ đủ ăn 78. Ví dụ anh em đánh hai củ xỉu thì sau tầm 15 phút là anh em sẽ lãi được tầm 3 lít rồi.
Vì nếu mà hai thằng này nó mà thi đấu như kiểu là đi bộ tập dưỡng sinh thì kèo nó tụt sẽ rất nhanh anh em nhá. Hoặc nếu anh em không bán kèo thì anh em có thể quay đầu đánh tài 0.75 cho mình. Đó là đánh chắc cú nhất để anh em có lợi nhuận. Trường hợp 15 phút nổ trận đấu này mình nghĩ là rất thấp với hai câu lạc bộ như thế này. Hai câu lạc bộ hạng trung, nói chung là không có gì mà gọi là nó có những cái cầu thủ đột biến anh em ạ. Không có gì, mình thấy không có gì là đột biến cả. Thì ở như anh em thấy con số thống kê ở đây thì 10 trận đấu gần nhất của Panathinaikos thì họ có phong độ khá là tốt khi thắng được tới 6 trận, hòa 3 và thua 1. Còn với câu lạc bộ Marseille thì phải thi đấu ở Ligue 1 thì họ gặp khá nhiều đội câu lạc bộ mạnh. Khá nhiều câu lạc bộ mạnh cho nên là 10 trận đấu tính cả giao hữu thì họ chỉ thắng được có 4 trận, còn lại họ thua 6 trận. Nhưng mà điều đó không thể hiện rằng Marseille thi đấu kém đâu anh em nhá. Điều đó không thể hiện. Marseille nếu mà ở những vòng đấu cuối họ thi đấu tốt thì chắc chắn là họ đã có vị trí chính thức ở cúp C1 rồi, chứ không phải thi đấu từ vòng loại thứ hai thứ ba này. Ok, như vậy thì mình sẽ chốt cho anh em là anh em sẽ đi xỉu một hòa HT. Khi có rung hoặc là lãi khoảng 30-40% thì anh em có thể bán nhá. Và anh em đánh cho mình cái kèo tài 2.25 FT. Nói chung là với những trận đấu như này thì anh em nên đi kèo từ từ thôi. Vì ngày kia đã có ngoại hạng Anh rồi, núa để nhiều một chút để anh em đầu tư nhá. Rồi video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh em.